Thắc mắc 100. Hỏi cái này đó. Ừ. À, em đặt cái bồn nước á, cái chiều cao ban đầu là 10 cm, Rồi. em muốn điều khiển lên 80 á Thôi thầy. nói chung đừng điều khiển lên 8, 80, 80, hắc mắc bằng 100 thì là 80 được. Ừ rồi sao? Thì cái trạng thái làm việc tỉnh ở đây á, chắc là em chọn là 10 hay là 80 thầy. Nè. Điểm làm việc đầu tiên thầy nói nè, điểm làm việc tĩnh em thiết kế là để khi mà hệ thống mình điều khiển được rồi thì nó sẽ rơi vào điểm làm việc tĩnh, nó trôi ở đó hoài. Em mong muốn như vậy cho nên em mới thiết kế bộ điều khiển M hay bộ điều khiển LQR cho cái điểm làm việc tĩnh đó. Nó sẽ điều khiển tốt hệ thống tại điểm làm việc tĩnh đó. Em hiểu không? Cho nên do đó khi mà mình đặt cái giá trị mong muốn của mình, giá trị đặt của mình là cái điểm bao nhiêu thì mình sẽ thiết kế cho cái điểm làm việc tĩnh đó để kéo cái hệ thống về điểm làm việc tĩnh đó. Hiểu hiểu ý thầy nói không? Cho nên điểm làm việc tĩnh của em trong trường hợp này là 10 hay là 80? Vậy là 80 thầy. 80, còn 10 là cái giá trị ban đầu của cái bồn nước em thôi, ban đầu nước nó có bao nhiêu đó thôi. Em điều khiển chẳng hạn như 90, 80, 10 không biết, nhưng mà cuối cùng nó sẽ rơi điều bộ điều khiển của mình nó sẽ kéo nó về điều khiển bộ điều khiển, điểm làm việc tĩnh và nó giữ cân bằng tại điểm làm việc tĩnh đó. Dạ, với cho em hỏi cái này, cái mô Ừ. hình LQR em như vậy, là em đặt giá trị đặt gì đúng không thầy, hay là bỏ luôn Giá trị đặt á. Thực ra cái thầy? giá trị đặt này là giá trị đặt hình như cũng bự á em ơi. Tại vì em coi cái clip điều khiển LQR con lắc ngựa quay á thầy, em thấy Hệ con lắc ngược quay với hệ bồn nước đôi nó khác nhau em ơi. Trong dạ cái con lắc, trong cái trường hợp mà điều khiển bồn nước đơn này á thì nó không có cái giá trị đặt. Nên nè, thực ra em thiết kế tùy em mà, tùy cái cấu trúc của em có điều khiển được hay không à. Cho nên nếu em thiết kế mà nó không có đúng nhưng mà nó phù hợp với yêu cầu của em thì thầy vẫn chấp nhận. Nhưng mà như vậy nè, trong cái clip mà điều khiển bồn nước đôi mà thầy làm trên mạng á thì thầy dùng LQR thầy điều chỉnh sao cho cái bồn nước nó đạt được cái vị trí mong muốn, quanh quẩn giá trị mong muốn. Cái bộ LQR của thầy là phù hợp với giá trị đặt đó chứ không phải là nó phù hợp cho mọi loại loại giá trị đặt, rồi em muốn cho giá trị đặt bao nhiêu thì được dạ em. Ừ, cho nên ở đây là em biến tấu rồi đó. dạ tại em coi cái clip con lắc ngựa quay, em tính là cũng đặt một cái xếp bo não ở ngoài vô. Em đặt cái shaper não đó thì cái hệ thống của em có thể nó sẽ được kéo về, về gần giá trị đặt nhưng nó sẽ sai số xác lập nó lớn hoặc là nó sẽ không ổn định, có thể. Tại vì ở đây em cố ý em biến tấu rồi, biến tấu thì nó sai nguyên tắc rồi. Nhưng mà vẫn điều khiển được hả? Người luôn thầy. Nếu điều khiển được thì là cũng coi như biến tấu được rồi đó. Nhưng mà vậy nè, cái của em đang làm á, là tương ứng với giá trị đặt bằng không đó. Em đang thiết kế LQR cho giá trị đặt nào không biết đó, nhưng mà có điều là không phải 80, 80 là tín hiệu ảo, em nhét như vô thêm thôi. Nhưng mà nói chung là thầy cũng chấp nhận, không gì hết. Em thử đặt cái giá trị 50, 60 của nó có giống gì không? Dạ, giờ đây em chỉnh. Tại lúc đầu em làm em không có đặt cái giá trị đặt này vô á, thì nó sẽ hạ xuống không. Ờ. Thì như em đặt cái H ban đầu á là 10, thì nó sẽ hạ xuống không, chứ Nói nó không chung là có. em để cái 80 bỏ vô đó là một cái hình thức em dùng thủ thuật á. Em dùng thủ thuật để ép nó về cái vị trí không giả. Vậy thôi. Nhưng mà nó không có đảm bảo toán học lắm nhưng mà cũng được, xài bế tắc quá xài luôn. Ừ, được. Ra 50 thầy. Nói chung là cái đó bựa đó, bựa nhưng mà cũng được, không sao hết. Biết cách bựa để sau này chạy tốt hệ thống là được rồi. Nghe Vậy em xài cái này là báo cáo được không thầy? không? Ừ, được, được nhưng mà em phải hiểu đây là cái kiểu lậu quá nha. Em phải hiểu đó là kiểu lậu, còn xài không là quyền em quyết định thôi. Dạ Ừ. Rồi nha. em cảm ơn ạ. Rồi rồi.